Nếu các sếp là học sinh, sinh viên, dân văn phòng mà đang tìm mua laptop giá cả hợp lý thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với Người Chơi Đồ. Đây là Acer Aspire S16 2024, chiếc laptop chưa tới 17 triệu nhưng mà có màn hình 15,6 inch, chip Ryzen 7 8845H, 16GB và tới 1TB SSD đi kèm. Đây sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên và đặc biệt là làm văn phòng. Giá chính xác chỉ là 16.990.000, máy mới 100%, và các sếp đang có nhu cầu thì có thể bấm liên tục vào đường link trong phần mô tả và bình luận. Đến với Trung Trần Laptop, giá luôn rẻ nhất thị trường. Mua laptop yên tâm nhất thì đến với Trung Trần. Còn bây giờ thì vào chi tiết xem là nó đáng mua đến đâu. Và trước khi đó thì đừng quên để lại một like và một đăng ký để nhận miễn phí. Đầu tiên là phần ngoại hình thì tôi thấy chiếc máy này đúng ra là dành cho dân văn phòng, thiết kế mỏng nhẹ, dễ dàng mang ra ngoài cà phê làm việc học hành. Chất liệu thì phun kim loại giúp tăng cảm giác sang trọng khi mà từ ngoài nhìn vào. Mặt lưng thì được sơn nhám, có chống bám vân tay, đỡ được phần nào việc vệ sinh. Về độ hoàn thiện thì mặc dù là máy giá rẻ nhưng mà vẫn được gia công khá tốt, cầm một tay vẫn cho lại cảm giác chắc chắn. Một cái điểm trừ nhẹ đối với tôi là phần bản lề vẫn hơi rung lắc, lúc mở cần cẩn thận, không nên mở quá nhanh. Với cổng kết nối thì khá là đầy đủ này, cạnh phải có một cổng A, một khe thẻ micro SD, một cổng LAN và một jack nghe 3.5, cạnh trái lại thêm một cổng A 3.2 Gen 2, một cổng HDMI, hai cổng C có hỗ trợ xuất hình và sạc ngược. Cái điểm hay của con máy này là nó sạc qua cổng USB Type-C, nó cực kỳ tiện vì mang ra ngoài chỉ cần mang theo sạc của laptop là có thể vừa sạc máy tính vừa sạc điện thoại, nhưng mà chú ý là điện thoại iPhone 15 đổ lên nhé. Cục sạc của nó thì trông như này, khá nhỏ gọn nên là mang ra ngoài là cực kỳ hợp lý. Tiếp theo là màn hình đi. Vì nó là phân khúc giá rẻ nên là không thể đòi hỏi màn hình có tần số quét cao, nó chỉ 62 thôi. Nhưng mà đây là máy tập trung vào phân khúc dân văn phòng nên là có hay không thì cũng không có quan trọng. Kích thước 16 inch Full HD cộng, tỷ lệ 1610, độ sáng 300 nits, có giảm ánh sáng xanh để bảo vệ mắt. Nói chung là vừa đủ để làm văn phòng cơ bản và chơi game giải trí. Màn hình to mà để về 100% nữa thì thoải mái hiển thị. Ngoài ra nó cũng đạt 100% sRGB, tức là có thể làm được Photoshop hoặc là Canva trên này. Đến với cấu hình thì tôi không rõ là vì sao chiếc máy này lại không có card rời đi kèm. Tầm giá này thì có thể mua máy mẫu có card khoảng tầm 2050, máy mới hoặc là 3060 nữa là máy cũ rồi. Thì chắc là để cắt bớt chi phí rồi làm phần khác, hoặc là vì con card tích hợp 780M thì nó cũng đủ khỏe rồi, thêm card rời cũng không để làm gì. Chắc là không ai lại đi mua laptop văn phòng về chơi game AAA cả. Chip của nó là Ryzen 7 8845H, 8x16 luồng, xung tuần data là 5.1GHz. Điểm CPU trung bình như tôi check thì nó sẽ vào khoảng tầm 28.000 điểm. Nó sẽ ngang con Core i5 12600K trên PC. Chip AMD thì luôn được chuộng hơn chip của Intel trên mẫu máy không cạc rời, tại vì cái khả năng đa dụng của nó, làm việc cần sức mạnh CPU cũng được, mà chơi game thì có mấy con card tích hợp kiểu 780M nó vẫn ăn đứt được cái Intel arc. Mà chơi game có mấy con card tích hợp kiểu 780M ấy thì theo nhiều ý kiến là nó sẽ nhỉnh hơn con Intel arc một chút. Tôi có test thử có một số game thì vì không có cạc rời nên là sẽ không thử chơi mấy game như là Black Myth Wukong. Chắc nếu cố thì vẫn chơi được nhưng mà thôi không nên, chủ yếu là test Liên Minh hoặc là Valorant, mấy game nhẹ nhàng đủ giải trí cơ bản thôi. Liên Minh ở Very High Setting thì FPS vẫn được ổn định từ 150 đến 200 này, nhưng mà thi thoảng lại bị khựng, chắc là do FPS cao. Còn màn hình thì chỉ 60Hz nên là cái này tôi nghĩ là phải lắp lại còn 100 đến 120 là vừa. Combat còn drop thì nó cũng không bị giật lag. Valorant thì Low Setting Full HD FPS đạt được 200, có khi là 240, để về 4:3 thì có thể cao hơn. Làm thêm cái màn rời khoảng tầm 144Hz với gear là thoải mái cho hát rồi, chứ chơi trên màn 60 hơi đần. Chơi game nặng hơn như PUBG thì FPS nó khoảng tầm 80 ở Very Low Setting, nó chỉ là đủ chơi thôi. Đối với cái tác vụ làm việc thì tôi có test render một file 4 phút hình 4K RAW full màu thì chỉ mất gần 4 phút. Làm multimedia trên cấu hình này thì nó không phải bàn rồi. Tổng quan về hiệu năng thì nó vẫn tốt trong tầm giá, đủ phục vụ đa số các nhu cầu. Về bàn phím thì đây là một cái bàn phím mà tôi thấy thực sự là tốt trong tầm giá. Hành trình phím không quá sâu nhưng mà độ nảy tốt, gõ văn bản cả ngày không thấy chán. Chơi game thì nên dùng phím rời để cảm nhận được rõ hơn. Trackpad mặc dù khá to, được làm hơi nhám nhưng mà di chuyển thì không được mượt, thi thoảng vẫn còn khựng nhẹ. Nói chung là trackpad này giá rẻ thì thôi dùng tuyệt vời như mọi cái laptop khác. Về khả năng nâng cấp thì nó có sẵn 16GB này, 1TB SSD, RAM thì hàn cứng không thể nâng cấp hơn, còn SSD thì có thêm một khe có thể nâng tối đa là 4T. RAM thì tôi nghĩ là dùng văn phòng thì 16GB thì thoải mái rồi. Còn SSD thì thực ra là làm văn phòng 4T chắc không biết để làm gì, 1TB tôi nghĩ là đủ rồi. Nhiệt độ và sự ổn định là cái mà tôi thấy ấn tượng nhất về con này. Việc nó không được trang bị card đồ họa rồi và con Ryzen 7 chỉ ăn khoảng tầm 40-50W thì nó đã làm giảm tương đối nhiệt độ tổng thể của cả cái máy. Thêm cả cái khe tản nhiệt ở dưới được làm khá to, còn có cả một cái thanh để nâng mặt dưới của máy lên cao hơn một chút, giúp là hút được nhiều gió hơn, đảm bảo nhiệt độ luôn mát mẻ. Sử dụng các tác vụ cơ bản gần như là máy không nóng lên, còn chơi game thì nó sẽ ổn định ở mức nhiệt khoảng tầm 60, chơi lâu thì có thể lên 70. Nói chung là vẫn quá mát. Độ ổn định thì chắc chắn là không phải bàn. Máy văn phòng mỏng nhẹ mà mát như này thì chắc chắn là ngon rồi. Tuy nhiên thì
cần một cái lưu ý là máy chỉ có một khe tản nhiệt duy nhất nằm ở mặt dưới, nên là khi dùng thì cần đặt ở mặt phẳng nào thoáng một tí, tránh đặt lên mặt vải hoặc chăn, dễ om nhiệt giảm tuổi thọ của máy. Về pin thì dung lượng chỉ là 58 Wh, nhưng mà pin lại được trang bị chip H nên là thời lượng sử dụng chắc chắn là không quá dài. Tôi chỉ dùng ngồi gõ văn bản thôi mà một lúc pin đã tụt khoảng một nửa rồi. Nhưng mà được cái là cái cục sạc nó nhỏ gọn, lại công suất cao nên là không quá quan trọng thời lượng pin, đi cà phê ngồi chỗ nào cần cắm sạc là được. Và cuối cùng thì ai nên mua chiếc máy này? Giá của nó là 17 triệu thì P/P nó khá ổn, hiệu năng đủ khỏe này, vừa làm việc vừa chơi game giải trí nhẹ được. Laptop văn phòng nên là chắc chắn sẽ hướng tới dân công sở, cần một chiếc máy mà nó đủ khỏe để mang ra quán cà phê và nó cũng không quá cồng kềnh, ngồi cho nó đỡ tốn chỗ. Cổng kết nối khá đầy đủ, có thêm tận 2 cổng C và một khe đọc thẻ micro SD, nó sẽ thừa thãi để cho các bạn làm thiết kế hoặc là quay phim bán chuyên, sở thích riêng làm phim thì có thể quay có vào đây thì cũng được, nhưng con máy này thì cũng không quá khỏe để làm việc đâu. Và nếu có sếp có nhu cầu như trên và thấy chiếc máy này hợp lý thì hãy đến ngay với chương trình laptop máy 16 inch chip Ryzen 7 đuôi H mà chỉ 17 triệu thì đang có giá khá là tốt. Link tôi sẽ để trong phần mô tả và bình luận. Và đó là suy nghĩ và trải nghiệm của tôi với Acer Aspire S16 bản 2024. Các sếp thấy sao về chiếc máy này? Hiệu năng như thế đã xứng đáng với một chiếc máy có giá 17 triệu chưa? Hay là vẫn cần có thêm càng rồi? Thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.